Chúa giáo đường mời gọi ta đến với Chúa, Chúa luôn mời gọi ta đến với Ngài sớm hơn bằng lời nguyện xin công đoàn dâng lên Thiên Chúa, hợp với linh mục ta cùng hiệp lễ ta. Ngài xin hãy ghé mắt xót thương loài người đang khốn khó và khổ đau, giữa ngàn biển khơi thuyền đời con bao sóng to, Ngài thương đôi nhìn cho dịch bệnh biến thật mau. Hôm nay đây giao đường vắng tiếng chuông ngân, thánh lễ cũng đã tạm dừng bởi vì dịch corona, xin Chúa thương cho đại dịch mau chấm dứt, tiếng chuông vang trở lại công đoàn dâng lễ Ngài ơi. Tiếng chuông giáo đường mời gọi ta đến với Chúa, Chúa luôn mời gọi ta đến với Ngài sớm hơn bằng lời nguyện xin công đoàn dâng lên Thiên Chúa, hợp với linh mục ta cùng hiệp lễ ta. Hôm nay đây giao đường vang tiếng chuông ngân, thánh lễ cũng đã tạm dừng bởi vì dịch corona, xin Chúa thương cho đại dịch mau chấm dứt, tiếng chuông vang trở lại công đoàn dâng lễ Ngài ơi. Hôm nay đây giao đường vang tiếng chuông ngân, thánh lễ cũng đã tạm dừng bởi vì dịch corona, xin Chúa thương cho đại dịch